Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại video của em ha. Thì em nghe một cái thông tin đó mọi người, là trong Quê Viên chuẩn bị công tác là lễ Vu Lan, nghe nói là có những cái gạp 3D che được bên ngay chỗ cái khu mà gần 1 phần 5, nghe nói là hai gạp 3D luôn với một cái gạp phụ nữa và một sân khấu nữa, và nghe nói là di dời cái gạp 3D bên khu mộ của ông Dương Nhân Ngộ á mọi người, qua bên cái phía bên bên gần 1 phần 5. Và bây giờ thì mời mọi người theo chân em vào bên trong ha. Đây như là xe cẩu, cẩu đá để làm mộ nè mọi người. Thì ở đây mọi người ơi, đây đây gặp ở đây, nghe nói chút xíu nữa là đầu giờ sẽ là dẫn cái gặp ở đây nè mọi người ha, qua bên phía bên bên mộ cậu để mà chuẩn bị cái công tác chuẩn bị lễ Vu Lan mấy ngày tới, là sắp là setup cho nó hoàn thiện vào nghe nói là khoảng thứ hai mọi người, tại vì thứ ba là nghe nói lễ tới rồi đó. Thì gặp ở đây là sẽ di chuyển qua bên cái phía bên phía sau mộ cậu năm, để con đường đó là sẽ là tổ chức cái sự kiện rất là hoành tráng mà từ xưa giờ tại Quê Viên nha. Thì chị Long với lại chị Ni, chị lại Phương Lê và Mạnh Thường Quân và Phát Gạo mọi người, cũng như là anh Vũ Lưng xuống hát văn nghệ ở phía bên chúng ta trái đây. Mời mọi người theo chân em ha. Đấy mọi người, đây cái chỗ đây nè, chỗ này là che cái gạp 3D, hai gạp 3D với một cái gạp phụ và sân khấu đó mọi người. Đây là chạy hòm mới vừa quả tán, mới quả tán ra mọi người. Thì ngay chỗ vị trí này nha bà con, xe lại để nhìn để xem mộ cậu có khách không, rồi cũng như là ngắm mộ cậu mọi người. Phía trong mình như thấy cũng có mấy anh em đang ngồi đó. Hôm nay thì em nghe thông tin là sẽ dỡ gạp và sẽ di chuyển qua đó luôn nha mọi người ha, bắt đầu từ đầu trưa nay. Đầu trưa nay là sẽ dừng gạp qua bên đó. Mọi người xem thì cho em xin một cái like ha, em chia sẻ thông tin là chính xác nha mọi người ha. Và điều đặc biệt nữa là cái ngày mà dỡ gạp là sau, mà sau khi lễ Vu Lan xong sẽ dỡ gạp luôn mọi người, chứ không phải để đó luôn nha. Và có bà con cô chú hỏi em là cái tượng sáp của cậu năm là khi nào đem xuống, và xin thưa là cái ngày gầm là cái ngày mà Vu Lan luôn mọi người, là tượng sáp sẽ đem xuống Quê Viên, sẽ đem xuống Quê Viên mọi người ha, không phải là đặt ở mộ cậu mà là đem lên Linh Qua Tệ Đàn, ở trên đó là lưu giữ những kỷ vật của nghệ sĩ cũng như là những hình ảnh, những cái hình ảnh của cậu năm cũng ở trên đó, và những hình ảnh của các nghệ sĩ khác cũng ở trên đó nha mọi người ha. Bà con mà có đến viếng mộ cậu á, thì muốn xem hình á, muốn xem tượng sáp á, thì lên Linh Qua Tệ Đàn nha mọi người. Hiện tại thì ở trong chưa có khách, chưa có khách gì hết. Mọi người có nhìn hình dung ra là cái bữa đó là sẽ đông như thế nào không? Em có thể là tiên đoán em có thể là trên 4.000 người mọi người. Tại cái sự kiện này là nó rất là lớn. Tại được rồi 100 ngày thì không có lưng với chị Bình Tinh, chị Bình Quyền. Thì để lễ cầu siêu này thì có anh Lưng xuống đây hát tặng cho bà con luôn. Mọi người
thể cái thông tin là chính xác nha, và được rất là nhiều bà con quan tâm nha. Con đi ngang, quý mẫu đi ngang một năm ai cũng chạy chậm chậm để mà quan sát màu cậu người. Chỉ người ta mà không biết, những người ta biết người ta cũng rất là yêu mến cậu năm. Người ta đi ngang, người ta cũng thắng xe lại, người ta dòm cái ta mới đi. Mọi người ơi, thì đại lễ Vu Lan sắp tới rồi. Thì mọi người mà có thời gian thì lên Hòa Viên. Thứ nhất là để xem chương trình ca nhạc, cũng như là những cái trích đoạn nổi tiếng của cậu Năm được anh Vũ Luân tái hiện lại. Và cũng như là xem ngày đó là chị Bình Tinh với chị Lon, chị Ni, chị Phương Lê là phát gạo từ thiện miễn phí cho bà con. Nhưng bà con nào có phiếu không, người có phiếu từ Hòa Viên, từ địa phương, từ phường xã xác nhận là có phiếu thì vào nhận quà ha. Và ngày đó thì xuất hiện chị Lon đến tiếng một cậu Năm, cũng như là cầu siêu cho cậu Năm mọi người. Ở phía bên kia thấy cũng có một hai người quyến mộ, cũng như là đang thành lại. Hai chú kỳ lân này trấn giữa đó, giống như là cậu Năm đang đứng đó vậy. Thì hình cậu Năm đang đứng đó mọi người. Con nhớ là khi mà xuống đây mà tham quan mộ cậu Năm á, thì bữa đó là cái sân khấu đặt bên đó mọi người ha. Cái hướng này hướng xuống Lò Thiêu nè. Đó là cái từ ở trong cổng Úc Sen đó là bên phải về đài Quả Tán, cũng như là khu mộ nghệ sĩ mọi người. Rất là nhiều xe. Rồi đi viếng mộ nè. Xe đi chuyển ra ngoài, có nhiều xe di chuyển ra đó, thiệt là điều đó. Thì mọi người biết không, cái gì cũng chia sẻ thật để bà con, mà bà con có thể là nắm rõ, bà con biết chứ những gì em chia sẻ là thật hết nha. Đây cho bà cô vô viếng mộ cậu Năm. Rồi thì chắc có lẽ cũng xin kết thúc cái video tại đây. Mình xem thì cho em xin một like chia sẻ nha.